luôn. Nhiệt nhàng tức là vô cùng
mặc dù em cũng lắc cái tay cho nó giữ nhưng mà không thấy chị dạ chị đi không nè cái bóng nó khoái gì rồi nó khoái xé khỏi tăng tốc làm cho nó nhịp nhàng vô nữa nhé mà em cảm giác là vô rồi nó bắt em cố gắng mình làm sao em nhận được cái bụng mà em phải bắt được cái bóng bóc cái xé. Oh, I'm going to take it.